Cả nhà nhá, hôm nay lại xuống tất cả tập trung lại xuống chỗ ông em này nghiên cứu món nhậu. Trước hết là ngan này, hôm nay Đinh Xuân nó bảo là làm ngan, nộm ngan này, cháo ngan này, đại loại nó như thế. Chào bác Đinh Xuân ơi. Đấy, ngan này làm đấy. Đấy, tôi đang có tỏi à? Hỏi. Úi giời, hai ông này mặc đồ công đây. Ngan cháo ngan nhậu ra nó không hết thì lại đấy. Lại còn mặc đồ công đây xuống đây nữa thì con đồ câu này ai ăn đâu mà câu được cái gì? Đấy, thấy chưa? Tôi gọi thằng Cấp đây. Rồi về nhà là chính, về nhà ăn. Phải vừa ăn vừa chơi vừa đủ trò chứ. Ui giời. Mang đồ câu đồ nghề anh này. Hôm nay à, chú Hân chào các nhà liệu liệu được mà ăn ở Tết lại mang quảng qua lô ra. Quảng qua lô vứt ra ngoài đường thì nhục lắm. Còn lâu mới ăn được. Không, mình cứ chia sẻ lên cả nhà nhá. Mình đang ăn cái bọc bọc bột của các cháu. Và hôm nay là trước hết là bây giờ mấy anh em chú cháu đang làm một con ngan, hãm tiết canh ngan. Đấy, nói chung là chồng này cứ nghỉ ngơi này là ăn luôn mồm luôn miệng. Thế đâu ơi? Ui giời, lại hoa chuối đấy cho nên này. Là chú Xuân chú chia sẻ là món ngan, chú sẽ làm món ngan nộm ngan này và ngan nấu cháo này, một con ngan làm hai món mà không thể thiếu được tiết canh. Đấy cả nhà nhá. Còn đây là đại ca Quyền với lại đại ca Hân lại mang đồ nghề xuống câu ở ao này, đúng không? Câu ở ao mù cũng câu được đấy, nhưng mà chợ tí nữa hai thằng này không bao giờ câu cá, thề luôn. Không câu được đừng có nói mà chơi cho vui là chính, thế này đang mà chơi cho vui này đấy. Nhưng mà không câu nổi đâu mà thì câu trên chiếu không xong, câu con cá giết cả nhà còn không câu nổi đấy. đầu vực không lóc mình vôi. Thôi mình cứ chia sẻ anh em mình hay nói cho vui nha. Bắt đầu mà xem điện lạc. Lạc không biết là làm cái nộm người làm nộm cả một con trâu rồi khiếp. Nộm ngan sợ. Ôi. Ai? Ha. Xem các cần thủ trong có câu được không. Hôm nay được cái là các em nó nghỉ cả nhà. Nên là ở nhà chán này, trên nhà đó lại xuống đây rủ nhau xuống giờ quanh đồ nghề tốn tiền tốn của lắm, cuối cùng cũng lại chỉ là về mò xuống bác biển thôi. Mất công mất việc. Mình năm nay cũng phải mấy năm nay không câu tiếc rồi. Có cần đấy, cần câu lua ấy đẹp đấy. Ba khúc à? Đấy gọi là câu lua đấy. Lua cá lóc. Ở nhà này. Đấy. Được. Bắt đầu cà gai bắt đầu ra quả, quả nào tí nữa phải lấy quả này ăn rồng luôn ở góc sân. Ừ, rồng ở đây thì cô mới không chặt đi được. Mẹ đợt trước rừng kia có mấy cây ngon lắm cả nhà, nó ra quả ăn rồi nên nó cầm ra nó phạt hết đi, nó phạt vườn, nó phạt sạch. Bây giờ bắt nó trồng ở đây, trồng ở ngay cái góc sân này luôn thì nó mới biết là cái cây ăn quả. Thế mà ấm hầm ngon thế nhỉ. Nè, ăn loại này mới ngon này, loại bánh tẻ đây cả nhà. Loại nó non này nó mới ngọt. Của cà gai neo ấy. Cà gai. Ai? Nên cả bên lại một cây kia nữa. Đang tốt lắm. Chắc là ngủ rồi, đủ bà ngủ rồi. Rồi để bớt này tí nữa để ăn. Những cái này này để đánh tiết canh này cả nhà này. Ôi dồi ôi, mùa cân lại sợ đời chưa cả nhà. Lúc này chú Tôn, chú Xuân ơi, chú nào cái món nộm gì? Nộm ngan. Cái này là nộm đây gì? Rồi cái này đánh tiết canh. Thực quá. Thế mà bây giờ suốt từ sáng rồi, suốt từ lúc xuống đây mà bây giờ mới đi cho cháo này nên bao giờ mới được ăn. Rau thơm phải làm nộm. Các kiểu rau nộm. Rắn mất chứ. Nè, rau răng cưa các kiểu con đà điểu tía tô. Trời như bạn. Còn đây là bộ hài cốt. À thế có cho đi xào đi. Xào chứ để đổ vào nồi cháo. Đây, tiết đây cả nhà. Tiết anh em mình chỉ có chanh thôi nhé. Còn nước mắm thì nói chung là anh em mình chưa bao giờ ăn. Tóm lại là không ăn được. Cũng có người ăn được nhưng mà phải đa tiểu số thua đa số. Hải ơi! Chỉ hát bằng chanh. Hải ơi!
Nào. Quả đu đủ nữa ăn cho mát mắt. Quả đu đủ này vẫn xanh này. Thôi có mấy cái bộp của cháu cứ ăn làm cái gì? Ăn ngủ gọi. Có mấy cái bộp của cháu ăn cứ nhầm nhầm. Đưa đây xem nào. Ăn bớt cho. Đưa một cái đây. 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 Ui giời, đây mẹ này còn véo lại mới đau. Nào. Ào, rộng bao la bao ngang. Như hôm nay chẳng qua là hôm nay làm gỏi ngan với tiết canh ngan thì không có là cá này. Hôm nay nó mưa không có là làm cá câu lên nướng. Phao. Câu cho chơi nó vui cả nhà. Anh em. Đây cả nhà. Ui, Xuân Thái giỏi hết nhỉ. Mày mỏng may này. Thế này phải cho vào nước ngâm đi chú. Có. Cho nước muối ngâm cho nó trắng. Trắng đã. Không. Điên này thì hoa chuối hột này thì luộc ra cái gì. Cứ để xào cho nó ăn mắm muối, cho nó săn mắm muối bắt đầu mới đổ xong cháo đây. Đổ hai cốt vào. Đổ bộ hai cốt vào. Đây con lấy cái này được không? Có ngon thì mấy cái đấy nào chú ấy. Hoa ít nước đừng luộc hoặc thôi. Không luộc là ngâm muối muối rồi hải thôi. Ôi, cần gì vật đấy cả nhà, bắt đầu cá đã dính câu nhưng mà cần thủ Hân không biết là có lên được con cá này không. Con này mình dự đoán nó tầm cỡ khoảng 40 cân. Lấy cái thau đây, lấy thau cho cậu chứ. Mày buồn câu rồi, cá bắt đầu đang chuẩn bị vào chép đấy. Một em chép mà từ từ nó dậy hợp quyền lại, nó nhìn thấy bóng người nó dậy đấy. Cho nó mềm mệt đi ạ. Loại chép giò này ăn mới ngon này. Chép giò chép phú đấy. Có đồ. Có cả nước luôn, múc cả nước. Quạt. Đấy. Cần thủ Hân đã làm được một em chép tầm cỡ. Con này tầm cỡ khoảng 5 kg. Con này kiểu gì cho đường cân nhỉ? Được không? Cân. Con này được cân. Bám vào tay. Làm hai em. Giống Hải mình câu cá bảo Hải gỡ thì nó bám mẹ vào tay. Nó ngu thật. Nó dẫy. Chép này ăn mới ngon này, nó không phải là chép chửa. Chép ta nó ngon. Có ai ăn thì đăng ký luôn, có tí nữa. Ôi, chị đang một thau mồi nha. Đấy, có ai ăn tí nữa, đăng ký ăn được. Con đéo nào cũng được. Con đéo lắm. Không có chả bắt bắt nước con cái gì đâu. Ừ, đấy, bắt cái tổ con cái. Để chiều cơm bà nó nổi sang rồi. Thế là báo rồi gì? Báo rồi, không sao thì. Cá có cá thép, có nọ, có chai. Đấy, bác biển nhìn tinh lắm thì mẹ tâm cá chép mà phát phết cái này. Câu chuyên nghiệp, câu sông mới là cao điểm, còn câu ở ao thì nó không hứng thú. Câu ở sông cơ thì mẹ đủ con rô phi cũng sướng. Bắt đầu cần thủ Hân lên tiếp nhé cả nhà nhé. Đấy. Chép vàng để bác biển mang về làm cảnh. Đúng chép vàng không? Đúng. Rồi. Úi giời hay quá. Chú Quyền lấy cái thùng. Ừ, giống con cá coi, cái đợt gạn con cá coi thật rồi, đẹp thế. Ôi. Hay đấy. Vào nốt không nó xước. Rồi, cho cả tí nữa vào được, hay quá. Để chứ mang hai con đi về, một con mưa nó nhảy ra mất. Nên cần thủ Hân trong vòng 10 phút là đã lên được một chép ta và một chép vàng để cho bác biển về thả cảnh. Ừ. Đấy, được đấy, cái này có chép vàng đẹp đấy. Con này để đóng ở ngoài. Đóng ngoài càng tốt. Đóng ngoài không phải đóng ở trong. Nó quyện nó mép mép, nó lúc lúc nó nhần nhần, nó bật, nó giật. Được hai con. Ôi, đi quay ẩm thực, ra đây quay câu cá. Hai coi. Đây coi. Đây một em cá vàng giống như là cá coi luôn cả nhà. Cái ngoài bé kìa. Cái ngang ngoài cùng ấy. Mang về thả bể. Đợt trước mình lấy cái đợt gạt ao lấy hai con nha. Thế là hôm mưa nữa. Trắng đen, trắng vàng. Hôm mưa nó nhảy mẹ ra một con, nhưng mà bây giờ mình khôn rồi, mình phải lấy cái tấm ván mình đậy lên cho. Chú Xuân nữa câu cá bằng mồi đất, chú nặn đất vào chú vào lưỡi chú vừa thả thôi này. Câu cá bằng mồi đất. Hết đâu, chết luôn. Chết đi. Chết rồi, dính chưa? Mất à?
Ê, lại mất trượt mất. Đúng lúc nó nhả mồm ra thì mình giật lên. Dính gần bì rồi. Đừng nó dính, đừng nói thế. Nó người ta ao chuông người ta đi nó quặc chết. Nhưng mà ở sông. Hay này, đến tiếp tục để băm tiết canh. Băm nhân để đánh tiết canh. Suốt ngày thì ăn nhậu nhỉ, ngày ăn mấy tập. Thôi. quay video mức độ còn không có dung lượng để tải nữa, để chứa được nữa. Ngày nghỉ tận dụng, lợi dụng anh em. Đây là đang băm nhân đánh cái canh nhé cả nhà nhé. Thôi mày đánh như từng này. Thôi rồi đánh ít thôi, ăn suốt ngày ăn. Sáng ăn được giờ này ăn, tối này ăn được ngày ăn mấy tập đi. Nước gừng đấy. À phải có nước gừng nhé, đánh này nước gừng mà. Nắm lành dạ. Cái này không cần gì, chỉ cần nhìn thôi. Nhìn nó tươi tiết là ok thôi. Đỏ không rồi, đấy cả nhà. Bánh Cho muối mặn mặn chưa? Được rồi, đấy nó tươi. Ngon cái tiết nó cứ tươi là ok. Đấy. Đánh một khay tại anh em nhà mình. Nói chung là cái suốt ngày nhậu nhẹt nó cũng chán rồi. Nó như thế chứ không phải là gì đâu. Đánh mà con Nga cả nhà biết đấy. Không chưa to lắm. Thế là xong. Okay. Anh chuẩn bị vào mâm rồi cả nhà. Ui rồi. Được, đấy, lại cần thủ hơn. Lại này tiếp một em nữa. Em này chắc là em chấm à? Nhìn cái tướng này chắc là em chấm rồi. Con này đẹp, con này. Ui rồi, to thế nhỉ? Con này dài như đòn gánh. Con này phải 40 cân rồi. Khiếp người. Này, con này còn chấm 40 cân. Cần thủ hơn nè lên cá được ấy. Đấy. Thôi vào giải chiếu số triệu trước nhanh lên. Đây. Đấy. Nên tiếp chưa? Đấy. Bắt ra, tôi còn một con đây. Không, em ngoan ăn rồi, không bú được. Con này to lắm cả nhà. Cứ mình hay nói chơi đây, con này con chấm to đấy. To quá cả nhà. Đấy, vào, đang nổi lên rồi đấy. Nổi rồi. Đấy, vào rồi, đã vào. Hay quá. Úi giời ơi, được. Đấy. Em ạ, con này phải tầm 5 cân rồi. Đây. Tuyệt vời một trời nhỉ. Đang ăn cơm, chuẩn bị ăn cơm này phải ra để lại xem các chú quay lên cá hay quá. Được, nhờ đấy. Con này cũng tạm thời. Con này phải 5/5 cân cả nhà. Đấy. Cần thủ hơn hôm nay nên được. Đi suốt cả từ nãy à? Con này là cũ đấy. có một người câu. Già trẻ nhấn nó rồi. ra xem. Con này là trăm cũ đấy. Ừ, thế bản này may thì được. Con này là to rồi, đấy. Tuyệt vời mà trời. Thôi thả cái gân xuống cho đi lên gân thế. Nó nặng. Đấy, Lê Hân đã lên được cá khủng. Cả nhà cho Lê Hân một like nhá, một đăng ký ủng hộ. Nhà nha, đây là chấm kiểu chấm bỏ hoang. Ôi giời, thì nó mới dài nha cả nhà này. Ý mình nói là chấm bỏ hoang này để mình nói cho hết nghĩa luôn này. Có nghĩa cá nó rẻ, người ta không đầu tư cho ăn nữa. Đấy như thế. Tại lần mình nó quay đây mình bảo có chấm bây giờ cá người ta bỏ hoang rồi, nó bảo sao bỏ hoang sao lên nắm cá thế. Có nghĩa là người ta bỏ rồi. Ủa rồi bàn cơm nó cũng nguội hết rồi, rồi ôi. Hai cần thủ này phải vào nằm chén xong mới được về. Giao lưu đã. Rồi cả nhà lại ra rứt mấy chùm này vào để ăn, rứt ăn cái loại này nó ngon này. Đấy, cây nhà ná đầu hè nha. Thôi mình dừng máy để mình một tay ấy nó dùng lắm, để mình rứt. Đấy cả nhà, mời cả nhà ăn nhậu với anh em nhà mình nha. Đấy. Đấy, chào chén đây kìa. Chào cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Kìa này, cốc quỳ đây. Cho nó dâm gian trà xanh đây. Uống đây, các bác của em uống, các cháu Tuấn đây. Bốc vác mạnh lên. Đấy, mấy khi được cái ngày nghỉ là mai mốt là đi làm hết là mệt lắm.
đây một cái chia sẻ nha cả nhà nha. Đấy, có gì ăn đấy, hôm nay là món lạ luôn này. Lộn ngan. Lộn ngan với kho chuối. Lộn ngan à? Ừ, đấy. Lần đầu tiên mới ăn này. Ừ. Đấy, hai cần thủ này xuống câu là ngồi cũng là được một chép một trôi à, một chấm rồi. Còn con cá chấm đấy mà biết ăn tới canh cá, còn cá đấy nhảy đánh tới canh cá là ngon quá đỉnh ấy đúng không? Tươi nó ngon lắm. Là thịt của con kia xong bắt đầu gì này? Đấy. Mời cả nhà này. Đấy. Món này là món nộm ngan này. Nộm ngan của Đinh Xuân. Đinh Xuân thiết kế. Tuyệt vời. Món nộm tuyệt vời ạ. Ăn ngon. À, ớt đâu? Nhóm nộm. Đây ớt ớt một giỏ ở cái bát kia. Ở đây được. Đấy. Đằng sau mương đợi được có một dãy tinh cho dớn. Tuyệt vời. Anh ơi, ừ. Cà gai to. Cà gai neo. À quên cà gai đấy ở ngay góc sân nhá. Phải. Ừ, phải ối rồi, chú Tôn chú giữ mãi không có thêu có chặt từ lâu rồi. Cắt lâu rồi. Đợt trước cây đang ăn quả thì nó cầm ra nó phe mẹ đi, nó kêu cây dại tức thật. Lần này phải bắt nó rồng góc sân thì kiếm đâu ra cái cây thế. Nộm ngan anh. Nộm ngan, đây là nộm ngan. Đấy, đấy đấy là lộn chay, lộn chay này chồng này bác biển đang ăn chay. Hay nó nóng hay không thì nó nhả ngon đấy. Ừ. Bây giờ ấy cái này xong mới là cho vào nồi chả. Thêm nữa nhá. Ừ. Dễ. Ngon. Đấy, ăn cho nạ miệng đi chứ còn ngan nguộc, ngan rang, ngan nấu cháo à lại nó nấu cháo cả nhà. Còn cái bộ hài cốt đang nấu cháo ở dưới kia kìa. Để tí nữa chín nhậu xong là mang lên anh em là diễn. Mời anh em là bắt cháo ngan nó mát mẻ thằng người. Đấy mình chia sẻ đây là lộm ngan là ngan có kia là lộm chay, mình làm cái đĩa lộm chay kia đây là nguyên hoa chuối không thôi. Còn đây là quả cà gai. Đấy, quả cà gai rất đấy, mình lại ớt, chanh, hành, tỏi để ăn. Mới lại này nọ. Đây là quả gì bác? Đây là quả rượu. Kẹn đây kìa, ôi giời anh em kẹn đây. Kẹn đây, kẹn đây, kịch cốc có kịch đấy. Ôi chú Xuân ơi, cho anh kẹn đi. Đừng mở nhạc Xuân ơi. Cái gì? Nó chỉ phép nốt cái này thôi, em về có cái việc về cái món kia về làm cũng có. Ừ, nó ươn đấy. Ở nhà chờ lâu quá, mẹ làm cơm cả bà. Rồi. Nhớ đánh cái canh cá chấm này cho chú Hân chú ăn chứ còn mát mẹ thằng người. Cả nhà đấy cứ thích ăn, nhưng anh em mình đây không biết ăn cái canh cá, nếu biết ăn canh cá thì quá sẵn luôn. Đấy như thế. Tới canh cá, tới canh gà, tới canh vịt, tới canh ngan, cái canh ngỗng. Còn tới canh nợn thì đối với biển nó là đại lý rồi. Cứ thích ăn cái là dậy được 3 giờ sáng là chết chọc ốc phát nóng hổi, thừa thổi văn. Thế là mua mấy chục nghìn thịt về thao đánh, ăn nó sướng lắm, mát lắm. Đấy nhìn đây. Cái đĩa lộn chay này mặn à? Bác làm đĩa đây đấy. Đang cho muối hột. Đấy. Đấy. Ta cho một xìa muối à. Cái kiểu lộn phải ve như ve sơm này bạn. Bác thì làm cái gì khen bác khen cả đời. Quá chuẩn luôn đấy. Làm ăn nó món cái cây lợn nó đơn giản thế thôi mà nhiều người phải học đấy. Học đánh không đánh. Năm người kia là đánh đông ấy, ai nó chả đông được, nhưng đông cái kiểu gì. À lại nào nói cái nợ hôm nay đọc cái comment cái thằng ấy nó bảo đánh chết cái nợ để đánh một nước một tiết thì mặn chát à. mình bảo cái con mẹ nhà mày nói ngu ấy, đã mặn thì đánh một nước một tiết mà đi đông được à. Đúng là thằng ấy nó ngu thật, chắc giọng họ nó ngu đẻ thằng ấy ngu thế này. Ừ. Tiết chuẩn người ta đánh một nước là chuẩn nhất, nói là tiết chuẩn thợ xám xịn. Còn nếu mà đã tiết đã mặn đúng không là người ta đánh phải một tiết coi là phải 3-4 nước mới đông được cái gọi tiết mặn. Nó làm kêu đánh tới canh nợ là đánh một nước một tiết thì mặn chát à. Ăn làm sao mặn cái thằng cụ mà nó đông được à. Ừ. Cả nhà đấy mình cứ chia sẻ là cái thằng này mai mốt mà cái xem cái comment này ta nói cho mày đừng ngu lắm không hiểu, đừng bình luận là xã hội nó chửi cho nhà mày, chửi cả mã nhà mày lên. Nó ý là như là kêu là đánh tới canh nợ đánh một nước một tiết thì nó đông ấy, ăn mặn chát này. Ồ mặn ấy thì đông được à, sao nó ngu thế thế này. Ôi cái gì uống đi. Nó lên đi. Thôi để cho anh báo cáo. Anh em lên đây. Thôi đi em anh Quyền xin phép ngồi nốt chén này nhá. Mấy lần nốt rồi đấy. Mấy lần nốt. Vâng, lên. Uống thằng lắc cái rồi từ đầu bữa đấy. Từ giờ cuối năm là chú kiếm cái con máy về để ôm ấp tình yêu kỷ niệm còn đây. Dần dần. Làm máy đi. Ây à, mùa rét rồi. Trước khi về phải làm cái món lẩu của bác, à, cái món nộm của bác. Thôi ăn vừa vừa thôi, để cho bác đang tác nghiệp. Đây là nộm, nghĩa cái đầy ăn, thích ăn nộm chay. Ở phố mà nó xuống đây cơ mà. Đây
chai phố đây. Đấy, cả nhà mình cứ chia sẻ ra anh em nhà mình đấy, ăn uống là cái nhậu nhật là chỉ thế thôi, dân dã có giày dùng đấy, cứ không khách sáo, không cái nọ cái kia gì cả, có sao làm vậy, gia đình có cái gì làm, ai ăn được cái gì làm cái đấy, tự cung tự cấp, chẳng ai có ai cả. Cái gì đục mấy hàng mấy cắt nó có hết đấy, mấy cái tay nó có hết. Ừ, về về đấy nhá, chú Quyền mà đánh được tích canh cá này anh cho chú 1 triệu, cho chú review. Chiều nhá anh nhá, chiều các chú với cả các anh xuống em nhá. Rồi đấy, xuống em không phải gọi điện đâu, em nó làm hạ. Em nó làm hai cá 1.000 đấy, về lại tiếp tục đấy. Tất cả không ạ? Đúng rồi. Đấy, em báo trước. Rồi, thế. Tất cả các thế chú về trước cho chú Hân, chú ngồi đây chú Chiến. Không. Lâu lắm thì không gặp được chú Hân. Chú Hân với lại hai cậu cháu mày làm với nhau một chén chưa? Hai cậu cháu mày cứ đi đâu dẫn thằng cháu đi cùng nhá. Tí mấy anh lên nhà nhá. Ngồi nhá. Đây là hai em nó lại về đi, lại về là bố trí tiếp ở nhà đấy cả nhà. Đấy như thế. Đấy. Kịch có kịch đi. Nó níu kéo không thể về được. Nó cũng uống nước cho đấy, không về còn làm cũng có lại căng này, mà các bác cứ ép cứ bảo em uống nước ra này em mới quên hết công việc ở nhà. Đấy. 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 À, công việc nó ăn ngắn thế là cũng được nghỉ. Ấy nào nè, hai cá 1.000 to tướng đấy, xuống anh chị đấy là nhớ là phải hát tới canh cá đấy nhá. Thằng nào hát được tới canh cá là 100 triệu. Ấy cả nhà đây, nồi cháo ngan đấy, bộ xương ngan nọc ra gọi nọc điêu thôi, còn làm ăn đấy đặc sánh chưa. Ăn cái này bổ dưỡng này, nhưng mà đúng là non rất mỡ. Anh Phố xuống ăn cháo ngan đây, Phố ơi, quán đâu, toán đâu, xuống đi. Ngồi đi. Có trần này, chỉ cần trần nữa. À, kê đây cả nhà. Quyến, kê nhá. Tái quà cái này được. Đúng rồi. Mời cả nhà nhá. Đang mãi câu quyến vũ. Mình mâm cái canh, ngó. À, từ từ để bác giới thiệu cả nhà đã, thằng cháu đã chìa đũa ra nó gắp rồi. Đây là cái lộm này là lộm hoa chuối, lộm chanh. Có nghĩa chỉ hoa chuối và lạc và rau thơm mới ớt thôi. Đấy, còn là lộm đây lộm ngan cũng là hoa chuối nhưng mà là có thịt ngan. Đấy, là điểm nào có cách này đấy mình chia sẻ này như thế. Ngon mà thơm. Ngon mà thơm, cái muối bây giờ nó rẻ nhỉ, thôi cái muối bây giờ. Cháu tự biển cần gì. Ăn cái biển. Cá gai cả nhà. Ngon nhỉ, ăn cả đấy ngon lắm. Nhìn cái miếng nó mặn mà. Cả gai đây, bát ớt để chuyên ăn cái canh. Tỏi. Ngồi đấy, hải tinh đấy. Hải rất tinh, mình muốn chọn là cái câu cá xong nó rốt nhất ở cái xã Bắc Xá, xã Nhật Tân. Bà A Bắc Phán là câu thì cũng là thôi rồi. Nó cho thành nong này nên câu áo nó bỏ một lúc mà tấn ra mà nó cái đồ phi thôi, đồ phi mà câu được là khó ấy. Cá trắng này à, mà câu được là con cá nó đi nữa, đi cá thả ra không thích rồi chạy ngồi hết cái này mà thái nhỏ như chú Sơn thái lúc đầu ngọt lắm, chỉ ngâm muối thôi. Này lấy một cái hoa chuối to rồi ăn một ngày sau. Lúc nào còn không, lúc nào tao xuống ta làm cái để ta lộn ra ta làm, hoa, làm cái gì cũng hay. Ta làm cái lộn tai chứ hiện tại một tai đâu đấy là mấy làm lộn tai gấy quá mà cả nhà mang lên trên làm ba cái cho thắng cái hoài thêm cụ cụ đi bác mang ra bình quyền nó bán được tầm mơ quá nhà xuất bản giao hàng là lấy cho đéo nào lấy mẹ thôi nào mang vào nhà biến mang vào nhà phương hết đấy ngồi đấy thì có lý không nhỉ, chuối như này có vào ăn cứ được hết. Chú cao cũng có anh tôi mới về đây. Cây. Ồ thế mà lắm lúc bí ăn cả chú tiêu với lùn rồi nha. Đây chú tiêu mà để nó qua. Cái chú tiêu ấy bác bảo là nó lộn với như chú đã nói là đúng là phải chỉ chân thôi. Còn cái gọi chú rừng này lại chú bắt bắt nó mềm. Không phải chân nó đúng nha anh. Em đáng mẹ đi mà dân mình mà chuyện bẻ chị. Ồ, làm này ăn nó giòn.
nó mềm mà nó không chát. Còn cái này ăn thứ ngọt ăn sống mà ngọt, còn nếu mà như chú Xuân Trần đấy là phải chú ta nhỉ, cái quả đấy nó cứng thật, cái người người nuốt bọt thế là ngạt và anh bỏ mồi ra cho em một bổ nuốt bọt nhưng mà sau đặt đẹp đây rồi hay là em đi nước đâu đi. Nhưng mà không có duyên. Em đuổi tuốt, anh đuổi tuốt cơ mà. Cũng như đi câu nhá, anh đi câu thì được, nhưng mà thằng khác cũng ngồi câu cùng, cùng thả lưỡi mà nó đéo được. Anh câu được. Nói làm gì? Đấy, nó đúng thế, anh đi với rắn thì được, nhưng thằng khác đi mấy cũng được. Nói như thế. Nó phải ai cũng làm được mà, nó làm được, không phải ai chả làm được. Như anh rộ rồ ấy, thì anh đánh hơi sạch điệu. Cũng phải nhất nhì trong làng. Cái gì anh sạch điệu? Đấy, nhưng mà anh, người khác cũng thì anh có đâu. Đấy, để không có khác kìa. Mời cả nhà. Thế mà mày mà con tuấn ủng hộ cho ăn mặn ăn đấy nhà này như lộn chay của biển thế là sạch sạch bách này đấy. Cơ bản là chán thịt rồi đấy mà còn chơi chơi mặn thì các bên cao xuống lấy mặn làm mặn làm mặn để cho chúng nó đỡ ăn, thế là lộn thịt ngan này nó cũng ngon, cũng co chuối này, cái lộn chay của mình thế là chơi hết rồi đấy. Bây giờ mồi mẹ là chán rồi. Em biết cái này, cái này. Đấy, em đập bạc đập bạc thôi là được. Hai mai là không được rồi. Thế thì thế nào? Ở đây, trời ơi, chẳng chết thì thật có lớn cái gì để lo. Đây, thế thì cái gì? Thái là đập bao, lắm không lắm. Đây ơi, đây có mà. Đây, anh cứ đập luôn này. Ẩm lên. Anh cứ nghe em ẩm cay đâu. Ơi, đi ngọt. Đây. Năm năm rồi 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 năm năm đồng nhất cả nhà đồng kỳ luôn. Mày có cả số 251 hay 251 bắt đầu rồi năm năm và đến đến được quá vẫn muốn sợ mãi rồi đây bắt cả ra ngồi đằng cái tân ngang kìa. Một miếng tỏi, một quả ớt này, miếng tỏi quả ớt nha cả nhà. Không mời cả nhà nha. Đĩa này là hơi sâu, cái canh này dày lắm. Dày lắm. Ôi dồi ôi cả nhà ơi. Sướng đời cá điền nhiều. Đấy có rồi. Sao không thấy thêm ba con gọi xuống nào, năm lên nào. Chắc là thế. Chắc là 251 rồi. Không phải, các số vừa gọi lên là gì? Không phải đâu, nhiều khi nó mất sóng đấy. Mất sóng. Quá mặn. Gọi một cuộc trước không được, gọi cuộc thứ hai cũng phải là được. Ừ. Có đĩa cái canh cả nhà đun đẩy nha, cháu này em nghỉ ngơi ăn uống nhiều quá này. Sâu lắm, sâu dậy quật cái đĩa ở cái cân đấy cả nhà nha, cái đĩa cân quật quật ăn ra nè, chán nhỉ, làm miếng này có chanh miếng vào đấy. Tiểu đệ đã làm chân rót rượu rồi. Em cắt tốt hơn làm cái canh này. Có phải là miếng này nó no lắm rồi. Chanh này chanh nước mắm chanh chanh làm bánh cần chanh chết trước của vịt chết trước của vịt chết để ăn này nói cái cứ diện non này cắn cả cúc vào không ăn đấy nó sướng rồi ta điện rìa trông như là rìa vua cả long vén ngược chín người rìa thì rìa cả long lại mời cả nhà lại đến được biển lại không phải một quả ớt bắn vén hai người lên nó quăn đây này ớt này ớt ngọt để cháu nhặt chứ mà nó phải no cái đấy không đưa em nút cho anh đây là một củ rìa này. Ớt này ớt ngọt này. Ớt này để cắn ngoài đây nhá. Ừ, ăn đi. Cắn ngoài. Đi được cắn. Bông mỏng được con đứng này. Nó tỏi chưa? Tỏi. Nó rơi ra. Ớt. Ui dồi. Gần cưng. Đấy, thằng quặng chưa? Mời cả nhà. Sướng đời ta điền. Ôi giời, ôi khổ quá. Ừ, ngớ là sao? Cái ớt này, rau xanh này. Rau xanh, ăn thực chất. Ở đây, khổ quá. Khổ quá. Ăn khổ. Nó nhiều quá. Cái này miếng này nó sâu. Cái đó nhiều như ăn nhiều quá là đánh nghĩ. Chán à, đưa cho Toán. Toán đâu, đúng rồi, Toán dưới kia đây. Cái thằng cháu được đứng ngơi đi. Toán là sao phải ngồi kia chú vào. Này, chân miếng to ạ. Bắt cái nước. Anh Phố ăn không? Cứ nước cái tốt, uống được. Mà muốn để chú uống vào đấy cực cực
con vào mày uống nước để chú uống. Thế là con rau nghĩa là nó muốn hầm hố đúng không? Đấy, bụng mày qua đỡ được đâu. Luôn rồi, luôn rồi. Đấy, luôn rồi. Ôi trời ạ. Luôn rồi. Nhìn cái ba là ăn cuốc nghe nhỏ nhẹ lắm. Luôn rồi. Hôm qua mày vào là mày 18 lấy vợ ăn lời rồi. 16. 16 vỡ tiếng. Tiếng mồm mồm. Nó là đang không kịp. Thì vừa chết. Thằng gặp không rồi. Nó chết là vừa. Chết. Bắt đầu. 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 Vì như vừa gái 12 à? Nước miếng này ăn đi, ăn hết đi. 12 sướng rồi, tao điện chưa? Đưa Toàn Toàn làm cái này. Toàn vã nốt đi chưa? À, miếng nó to cực thoải mái như này. Nốt miếng này. Ừ, cứ nốt đi. Nốt. Mày ăn thật luôn đi. Đừng, vã nốt đi, chú đừng phần luôn á. Vã nốt đi. Mời cả nhà. Bà chị thôi, phải mặt gắn với mấy khỉ. Cái này, nó dính nước vào phải nước nha. Tóm lại nha. Kêu chị cười nha, mặt cứ nhăn. Xong chưa? Cái này rồi gọn mà này. Ta nói lắp rồi thôi, nói từ thôi. Cho nồi cháo đây này. Anh dạ. Cho nồi cháo đây này. Anh dạ. Ba cái nồi ngồi đi ăn chuột nhé. Nhà cho luôn hẳn nồi cháo cháo ngang ở giữa đây. Cái sàn bằng thì số 11 người chip làm cho người ta bị mắc thằng mẹ tộc ra nửa kinh. Ôi đừng. Đấy cả nhà mình chia sẻ đây, hôm nay là một con ngan, nhưng hôm nay là làm mấy món rồi nhỉ? Đấy, tiết canh ngan là một này, cháo ngan là hai này, lộn ngan là ba này. Đấy, còn cái gì nữa nhỉ? Hết ạ. Có gì? Nghĩ mãi không ra. À nghe liên động chay của Việt Nam nữa đấy. Ăn quả dại, ớt đấy, điên sung sát sổi, muối như đấy. Cây nhà toàn cá bao ấy. Cả cây cà gai thì trồng ngay cửa nhà. Đấy. Đấy là trồng ngay cửa nhà rồi. Mình video này đấy, mình cứ chia sẻ với anh em thì mình ăn uống là nó có cái gì là ăn nó là chia sẻ đấy thôi. Video nó có thời lượng, mình xin kết thúc video đây nhá. Cảm ơn cả nhà theo dõi clip, mỗi lần xem thấy hay cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Hẹn cả nhà đến sau, chào cả nhà các nhỏ. Chào cả nhà. Chào cả nhà, yêu cả nhà rất nhiều. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà đến sau nhá.